Ngày 14 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành do Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tính pháp lý trong công tác kinh doanh, sản xuất của cơ sở sản xuất bao BB không tên tại địa chỉ số 255-257 đường Trịnh Quang Nghị, khu dân cư Him Lam, đồng thời lấy mẫu nước đo tiếng ồn để khảo sát mức độ ô nhiễm xung quanh khu vực này. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở không trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy như chuông báo cháy, đường nước, vòi chữa cháy và không có lối thoát hiểm. Từ kết quả kiểm tra, đoàn liên ngành sẽ báo cáo và đề xuất hướng xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, quận 8 Trương Hoài Bảo cho biết, sau khi nhận được thông tin về hoạt động cơ sở sản xuất bao BB thì đã cho kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp công an quận và các cơ quan liên quan kiểm tra toàn bộ về pháp lý của cơ sở sản xuất bao bì này. Trước đó, ngày 13 tháng 10, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài người dân sinh sống tại khu dân cư đường Trịnh Quang Nghị, đường Ba Tơ Cũ, thuộc phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh phải sống chung với ô nhiễm và tiếng ồn từ cơ sở dệt bao bì nhựa tồn tại hơn 10 năm nay.